nãy mới về. Anh vừa về tới là vội vã qua đây ngay. Ý chết, cậu qua đây chi sớm vậy? Lỡ ông Phan... Ba anh đi đám dỗ rồi, chiều mới về. Sương đừng có lo. Dạ, xin mời cậu Hải vào nhà dùng nước. Sương à, Sương là khách sáo nữa rồi. Chúng ta đã quen nhau gần 2 tháng nay, chứ có xa lạ gì đâu mà Sương phải thủ lễ quá như vậy. Mà nè, hồi nãy khi vừa qua tới đây đó, Hải nghe Sương hát thật là hay đó nha. Cậu Hải, cậu Hải ngạo Sương nữa rồi. Sáng nay ba Sương đi vắng, ở nhà một mình buồn quá, nên Sương mới hát cho vui thôi. Chứ nào đâu có sanh bằng tiếng hát các cô nàng ở chung thành đô. Bởi cậu đây ăn học sai con, xin chứ đừng để già khen chê. Giọng hát của Sương đây thật tình nghe rất hay, chớ phải đâu chế nhạo gì, Sương chớ hờn dỗi chi. Dạ, Sương đâu dám. Sương nè, từ ngày chú Tư về cất nhà ở đậu trong đất của ba anh đến nay, cứ mỗi lần đi về thăm nhà là anh lại vội vã qua đây. Dạ, cậu Hải qua đây để làm chi? Để gặp mặt Sương, để nghe giọng nói thanh bai của Sương, và nhất là để ngắm nhìn đôi mắt đẹp. Xin cậu Hải chớ quá lời, Sương làm sao dám sánh cùng những cô gái nơi thị thành phồn hoa tráng lệ chứ. Dẫu rằng ở thành đô có những loài hoa hương sắc, nhưng lại được điểm tô bằng hình thức bên ngoài, còn nơi miền thôn dã xa xôi vẫn có một loài hoa mộc mạc đơn sơ nép mình bỡ ngỡ. Đó là hoa trinh nữ ngây thơ, dẫu không mùi vị sắc hương, nhưng hoa đượm màu tình khiết, bởi thế nên anh yêu mến vô cùng. Hoa ở chương ruộng đồng, đầu dân xanh cùng hoa hồng, hay hoa mai, hoa lại, hoa cúc, rất xinh tươi tỏa ngát hương nồng. Ở trong rằm đẹp nhất chỉ có sen, cho nên đầm lầy vẫn giữ vẹn sắc hương. Thơ ngây trong ngây trắng khiến cho anh say đắm tâm hồn. Cậu nói chi Sương không hiểu, xin hãy nên nói rõ tận tương. Sương, từ ngày chúng ta quen biết với nhau đến nay thì Hải đã yêu Sương. Hả? Cậu Hải yêu Sương? Phải, yêu Sương bằng tấm lòng chân thật, không bao giờ giả dối điêu ngoa. Cậu Hải, Sương chỉ sợ rằng tình cảm của đôi ta sẽ tan biến như là mây bay khói tỏa. Sương ơi, chính em đây là trái tim, là hơi thở, là ngọn lửa hồng để sưởi ấm tâm hồn. Dù cho bão tố cuồng phong, anh vẫn quyết một lòng không thay đổi. Cậu Hải, có nghĩa là cậu Hải muốn nói... Anh muốn nói... Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi cho.
trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim. Sương ơi, Sương. Dạ. Dạ, ba kêu con chi ba? Sáng giờ con cho gà ăn chưa? Dạ chưa. Con đang làm gì ở trỏng đó? Dạ, con đang nấu nước để pha trà cho ba. Vì ba có thói quen là mỗi buổi sáng đều phải uống trà mà. Từ ngày má con mất đến nay, dường như là ba ít ngủ. Lại nữa, càng lớn tuổi, ba càng phải uống nước trà cho chặt bụng. Ba thường ngồi trầm ngâm một mình để suy gẫm cuộc đời. Vì vậy mà ba trở thành ghiền trà hồi nào ba cũng không hay nữa. Dạ, ba đã trọng tuổi rồi, dẫu cho ba có ghiền trà thì cũng đâu có sao. Ba cũng thấy vậy đó con. Giá lại tốn tiền trà cũng đâu có bao nhiêu. Thế mỗi lần ba làm lụng mệt nhọc, uống vào một miếng nước trà thì tự nhiên ba cảm thấy khỏe lại ngay. Này Sương à. Dạ chi đó ba. Từ hôm cậu hai bãi trường về đây đến nay, ba thấy cậu hai thường lui tới nhà mình. Bởi vậy ba rất đổi băn khoăn, trong dạ nghi nan. Chẳng biết tại sao cậu hai lui tới nhà mình. Nếu lỡ thấu tai đến gia đình ông Phán thì sẽ lụy phiền chẳng phải ít đâu. Nên ba cứ mãi lo âu. Xin ba yên lòng chẳng có việc chi. Người ta đến nhà chẳng lẽ mình đuổi đi? Không phải đuổi đi nhưng ba sợ lụy phiền. Dạ không có lụy phiền gì hết á ba ơi. Ủa sao con biết? Dạ tại vì anh Hải có nói với con. Hả? Trời đất ơi, tại sao con dám gọi cậu Hải bằng anh Hải chứ? Dạ con phải biết, mấy tháng nay mình xin về cất nhà ở đây. Tuy rằng không phải là tá điền của ông Phán, nhưng cũng ở đậu trong đất của người ta. Con phải biết thủ lễ chứ, nếu gọi như vậy lỡ cậu hai bắt lỗi thì khó lắm đó con à. Dạ con cũng biết như vậy, nhưng cậu hai cứ biểu con cứ gọi ảnh bằng anh. Cậu hai biểu con như vậy à? Dạ tại vì cậu nói thời buổi văn minh hiện nay chứ đâu phải như ngày xưa nữa, mà cứ mãi bo bo ôm vào ba cái nho phong hủ lậu. Hơn nữa cậu là trai tân đang học ở Sài Gòn, vì vậy mà cậu mới bảo con hãy nên sửa đổi gọi bằng anh cho thân thiết. Mấy năm trời cậu học ở thành đô, cuộc sống ngựa xe rộn rịp vô cùng, nên bãi trường mới có dịp về quê, cậu thấy trong lòng rất thảnh thơi. Cậu hay đi chơi đó là quyền của cậu, ba chỉ sợ rằng ông Phán hay ra. Cậu hãy lần la mãi đến nhà mình thì sẽ buồn phiền chúng ta. Quỹ danh của ông khét tiếng một vùng, vừa giàu có lại vừa khó khăn. Dạ con cũng biết như vậy, nhưng ba chỉ phòng xa vậy thôi, chứ còn chuyện này thì ý chết, nãy giờ ba quên nữa. Gì vậy ba? Ba có việc đi lên xóm trên một chút, con ở nhà hút lúa cho gà ăn đi nghe không? Rồi chừng nào ba mới về? Lát nữa ba về, nhớ cho gà ăn nha con. Dạ. Thôi ba đi à. Dạ. Thiệt hú hồn hú vía, cũng may là ba mình đi công chuyện sớm. Nếu còn ở nhà, ổng hỏi chận đầu chận đuôi một hồi rồi đổ bể chuyện mình và anh Hải thì chắc là chết cha luôn. Chuyện gì mà chết cha dữ vậy Sương? Cậu mới đến hả? Coi đó, lại cũng cậu nữa rồi. Nè, Sương bán tiếng cậu đó bao nhiêu anh mua hết cho. Dạ tại vì Sương gọi cậu quen miệng rồi, cho nên cứ mỗi lần Sương gọi tiếng anh là nghe ngượng nghịu.
với ba vừa nói với sương phải biết thủ lệ chứ nên xem thường. Bao lần anh đã bảo với sương rồi, nay là thời đại văn minh, theo xưa cũ kỹ mất đi thâm tình. Hơn nữa chúng mình cũng đã có hẹn thề hai đứa yêu nhau. Nhưng lòng sương rất lo âu, hẹn sang cách biệt có chung nhịp cầu. Ai nói với sương như vậy? Ba sương vừa mới nói. Nhưng chú Tư nói là sao? Ba sương nói nhà mình nghèo, đi làm mướn làm thuê từng ngày để kiếm sống. Mai được ông phán thương tình, cho cất nhà đậu ở đây. Nếu rủi ro có bề gì thì ba sương sẽ khổ. Sương đừng có lo nghĩ điều đó. Tuy rằng ba anh khó thật đó, nhưng mà đối với ai kìa. Chứ còn riêng anh thì ổng cưng nhất đời mà. Vì anh là con ruột, em quên rồi sao? Đành rằng là như vậy. Nhưng sương... Sương à, sương không yêu Hải sao? Sương không tin Hải sao? Nếu sương không yêu Hải, không tin Hải thì sương đâu có trao trọn đời con gái cho Hải. Vì vậy sương lo sợ một ngày nào đó lỡ ông phán hay ra mà ngăn cản thì chắc là sương phải chết quá. Nè, sương đừng bi quan như vậy mà mất vui. Mình hãy tin vào tình yêu chân thật. Đó cũng chính là sức mạnh tuyệt vời để chúng ta phấn đấu vượt qua những trở ngại khó khăn và sẽ đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc thiên đường. Nơi ấy chỉ có hai ta, xây cung vàng lầu mộng gắm mi hoa đêm ngắm trăng kể chuyện tâm tình. Hai chúng ta sẽ thoát ngoài cửa tục, không còn dấn vương những điều phiền lụy. Vì em là ngọc nữ tiên nương, còn anh đây chính thật là kim đồng. Anh đã có lòng yêu sương đây như thế, sương sẽ không còn nỗi lo âu hay là suy nghĩ nữa. Anh Hải, tình yêu chúng ta vẫn thiết tha đậm đà chung thủy. Dân anh đã hết và yêu em, chẳng bao giờ phai nhạt trong tim. Anh Hải, anh nói thật không đó? Anh nói thật mà sương. Em, anh Hải. Anh là bướm say mê hút nhụy, em là cành thiên lý khoe hương. Dù cho giông tố nổi lên, không làm tan rã chuyện tình đôi ta. Thân em là một kiếp hoa, dâng hương nhụy ngọt đậm đà cho anh. Yêu em trọn kiếp anh chờ, thuyền xuôi bên mộng vào bờ bên thương. Thiệt ngẫm nghĩ mà khốn nạn cho cái cuộc đời của Dương Minh Bính này. Yêu người ta mà không được người ta yêu lại, già rồi chứ nhỏ nhích gì đâu, trên 30 tuổi đầu rồi mà cứ vẫn mãi cô đơn. Bởi vậy đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên... Nên sao? Nên sao kệ tôi, ai mượn cô hỏi? Tôi mượn tôi được không?
Dạ, anh nói anh cô đơn à, không dám anh cô đơn đâu. Anh chỉ có nước là cô đeo thì có chứ ở đâu cô đơn. Ai đeo? Tôi nè. Không tôi dám anh đâu. Đó. Không dám đâu cô tị. Cô mà đeo tôi dám dập mặt chết lắm mà. Sao vậy? Thôi 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 đi cô ơi. Làm ơn bỏ qua cho em nhờ. Còn lâu mới bỏ qua, ngu sao bỏ. Nè nói thiệt với anh nghe anh Bính. Anh qua mắt được ai chứ anh không có qua mắt được con tị này đâu. Tôi biết anh rành quá mà. Cô biết, mà cô biết cái gì? Tôi biết anh là muốn người ta mà người ta không muốn. Xách cây, cây gì, cây gì? Cây si đi xuống đi lên. Cô nói vậy có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là tiếc công lao đào ao thả tép. Năm bảy tháng trời bị cua kẹp hồng tay trên. Nè nè, vậy? Tôi nói cho cô được biết chứ, léo mép và hàm. Tại sao cô cứ chia chuyện tôi làm đàn bà như cô, cái miệng bô bô ưa hỏng có vô. Nè, anh đừng có nói bậy, tôi đây không có chịu rồi nha. Tôi nè, tôi còn măng ở nhà chưa có lằn nhằn gì hết trơn á. Dám măng đâu. Nói cho biết nè, anh coi tôi vậy chứ, tôi còn gái nheo nhẻo đó. Chưa biết lẹo tẹo với thanh niên nào hết á. Sao anh dám nói tôi đàn bà? Đàn bà là sao? Hả? Sao gọi là đàn bà? Nói tôi nghe coi. Ê, trời đất ơi, đàn bà. Ồ, không phải đàn bà, con gái. Con gái gì mà hung dữ như chằn tinh vậy hả? Tôi vậy mà nói tôi dữ hả? Vậy mà dữ đó hả? Nói thiệt với anh nè nha. Bây giờ đó hả? Tôi hiền lắm đó. Tôi hiền kể từ cái dạo mà tôi đầy ý thương anh đó. Ý cha ơi, hiền quá hen. Nghe nói phát ham. Nè, cô nói cô thương tôi phải không? À. Cô không nghe người ta hò sao? Hò sao vậy Bính? Người ta hò gì nè? Để tôi hò cho cô nghe ngang. À. Hò quân tử thương ta, ta thương quân tử. Quân tử chối từ thục nữ dám đâu. Lẽ nào cột lại tìm trâu, chàng đi theo thiếp. Hò chàng đi theo thiếp, chứ có đâu thiếp lại đi tìm chàng. Đó, nghe chưa? Hò đó nghèo đây cũng phân nghèo, hai ta như bọt với bèo, sao lại chẳng hò. Đưa tay ngắt ngọn rau mương, bo em giữ biểu anh thương cái nỗi gì. Hò đừng chơi em xấu em đen cũng như nước đục. Hò cũng như nước đục lóng phèn lại trong lòng tôi thiết tha. Từ bấy lâu thương thầm, cô ơi xin chớ nói chi những lời yêu thương, vì hay ta đã không giá lại giáo tới sao đành. Dữ quá. Nghe nói tiếp nè. Tôi đã thương anh thật là chỉ tình. Tính làm gì nữa đây? Lòng tôi thương hoài một bóng hình thôi. Trời ơi, mình đã thương rồi không biết làm sao. Chắc chết quá. Hai đứa cùng ngắm hoa đào, hai đứa cùng ở chung rào sao. Anh đành vội làm ngơ. Rồi ngay thì nay đánh bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. Đúng rồi, đúng rồi. Cô tỷ nói phải đó. Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công mà. Vậy tại sao anh chờ? Chờ ai? Chờ cô Sương chứ còn chờ ai nữa?
Chờ cô Sương hả? Chứ còn gì nữa. Nè, anh đừng có cười, tôi cho anh biết đó nha. Cô Sương á thương cậu hai nhà mình á. Anh, trời ơi, không biết gì trơn. Tối ngày cứ ra vào ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như mấy thằng khùng vậy. Trời ghê quá. Còn tôi nè, anh thấy tôi không? Tôi thương anh mà tại sao không chịu thương tôi? Để cho tâm hồn tôi phải cô đơn giá hè. Đây không phải giá lành. Ủa, tính làm mạng hả? Thằng Bính với con Tý có đó không vậy bây? Hả? Bính à? Tý! Ý chết! Ông Phán vô tới. Dạ, chào ông. Dạ, ông gọi chúng con. À, từ sáng đến giờ tụi bay lo xây bột rồi chưa? Hả? Dạ, dạ thưa ông, xong xuôi hết trơn rồi. Còn Bính, có qua kêu con Sương không? Dạ, thưa ông, con có đi kêu cô Sương từ hồi sáng sớm. Dạ, cô nói chút xíu nữa, cô qua tới à. À, có con nhỏ coi vậy mà khéo tay à. Nấu nướng cũng giỏi, hãy mỗi lần có khách đến là tao kêu nó qua nhà. Con nhỏ này cũng giỏi việc tề gia, nấu nướng thật ngon, ai nấy cũng hài lòng. Sau 7 tháng nay tao cho nó ở đầu trong đất của tao vì gia cảnh nó nghèo. Bà nó siêng năng làm lụng suốt ngày, chẳng đến nỗi nào thiếu hụt lúa ăn. Dạ ông lớn đây thật là nhân hậu, mới cho cô Sương ở đậu trong đất này. Kể ra cổ cũng có tài, nấu nướng việc gì cổ cũng khéo tay. Chứ còn tôi đang chi, bộ tôi đâu bỏ hả? Trời ơi, hay làm sao mà anh cứ tặng cổ hoài vậy? Phải mà. Trời ơi, cô Sương giỏi vắng khéo tay hả? Còn tôi vậy mà anh chê bai tôi hằng ngày anh coi được hay không hả? Ủa, tại sao hai đứa bay lại gây lộn? Trâu trắng trâu đen không được hòa. Cái gì thì cũng ở chung một nhà, đừng có phiền hà mà mất dạ với nhau. Dạ, dạ thưa ông. Thôi đừng có cãi giả với nhau nữa, nghe chưa? Hai đứa. Dạ. Lát nữa con Sương đến, tụi bay bảo nó đổ bánh xèo cho cậu hai bé ăn một bữa, đặng mai nó lên Sài Gòn nhập học, nghe chưa? Thôi tao lên nhà trên à. Dạ. Chào anh Bính. Chào chị Tị. Ủa, con Sương mới đến hả? Dạ, em mới đến. Ông Phán mới vừa nhắc cô đó. Tại vì hồi sáng em bận việc nhà một chút nên qua đây hơi trễ. Ông Phán có rầy em không chị? Rầy thì không rầy, nhưng mà ổng cố ý trông cô đó. Nhưng ông Phán kêu em qua đây để làm gì vậy? Để nhờ cô đổ bánh xèo, đãi cậu hai ăn một bữa, đặng ngày mai cậu hai đi học. Ngày mai cậu hai đi rồi à? Thì hết bãi trường phải đi học chứ sao cô? Thôi bây giờ ta bắt tay vào việc đi nha, kẻo trễ ông Phán rầy la chết á. Bây giờ Sương chỉ huy tụi tôi đi, Sương biểu cái gì thì tụi tôi làm theo cái nấy. Em qua đây để tiếp tay cùng với anh và chị Tị, chứ làm sao mà dám chỉ huy. Hơn nữa, việc đổ bánh xèo thì ai cũng biết mà. Ờ, nói thiệt với Sương ngang, tưởng chuyện gì thì tôi không biết, chứ còn đổ bánh xèo thì tôi đây cũng biết qua. Trước tiên người ta hay nên cứ lo ngâm gạo để rồi đem xay, sau đó mau rau mày. Ta bé vô trái dừa để nào rồi chắc nó cốt làm nhân, thử mở hành thiêu thoái gần danh. Thôi thôi ông ơi chớ nên nói đại nói càng nổi xiên. Ông đi mới bỏ vô gừng tiêu tỏi củ hành với chanh. Đổ bánh xèo như anh chắc đem bỏ ai thèm ăn. Không biết thì tôi làm tin sao tài lanh. Giờ hai người nghe lời tôi xem cũng hơi trưa rồi. Thôi hãy mau lo làm kém bị rầy la. Không hợp mà sao gặp hoài. Mà tôi khoái gặp được không? Thôi cô Sương ở đây nha, tôi ra ngoài một chút rồi mình sẽ bắt tay vào việc nha cô Sương. Dạ, chị cứ đi đi. Cô Sương à. Ủa, sao anh Bính lại đứng đây? Sở dĩ tôi còn đứng đây là tại vì... Vì sao vậy? Vì tôi có việc cần muốn nói với Sương. Sương biết là anh muốn nói gì rồi. Nhưng bây giờ mọi việc đã an bài thì không còn gì để mà nói nữa. Còn chứ Sương? Còn gì? Sương ơi, Sương ơi, tôi là thằng ngốc bán than, còn cô Sương cũng ví như bà hoàng trong cung điện.
Tình tôi yêu Sương không khác gì chú côi ôm gốc cây đa mà mơ ông cô. Tôi đã yêu Sương yêu chẳng ai bằng, vậy mà Sương nỡ lòng nào chối bỏ, mở ngõ ân tình đón hoàng tử chốn cung son. Làm cho tôi xách cây dù cô rích, bám theo Sương cũng như là con nít, đang đòi ăn kêu khóc la âm sầm, sao mà Sương đây những tâm lạnh lùng. Anh Bính à, có lẽ đây là do duyên nợ, ta không thể nào tự ý cải qua. Thôi thì anh hãy bằng lòng với thực tại là hơn, vì tôi biết hiện giờ anh cũng đã có người đang theo đuổi. Cô muốn nói đến thì chị Tỷ đó làm chi? Thôi thôi cô ơi, đừng có nhắc tới bà chàng đó nữa. Sao vậy? Tôi mà cưới bà về đó hả, thì chắc là có ngày bà xé xác tôi luôn à. Ý, không có được đâu cô ơi. Thôi 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 thôi, để tôi đi ra ngoài tôi tiếp với bà mới được, nếu không á bà dám xé xác tôi luôn lắm à. Cũng tội nghiệp cho anh Bính, nhưng chuyện tình yêu á thì không làm sao thay thế được. Kìa Sương. Anh Hải. Anh Hải nè, có phải ngày mai anh đi học rồi không? Phải, nhưng còn một tuần lễ nữa mới đến ngày nhập học. Sao anh lại đi sớm vậy? Vì ba anh biểu anh phải đi sớm một tuần để mua sắm sách vở chuẩn bị, hơn nữa là để ổn định cho việc ăn ở của anh. Hay là ông Phán đã hay biết chuyện của chúng ta rồi? Không đâu em, ba anh chưa hề hay biết mà. Anh Hải, sao bỗng dưng em lo sợ quá? Em lo sợ điều gì? Em lo sợ cuộc tình duyên của chúng mình sẽ bị chia phôi. Linh cảm báo cho em chuyện chẳng lành ắt phải xảy ra, vì hai giai cấp khác xa. Tin lòng và người em đã yêu thương. Nếu vậy thì em hãy nói cho anh nghe coi, chuyện gì mà em lo sợ? Em lo sợ ông Phán ba anh sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta. Tại sao? Tại vì em đã... Đã sao Sương? Đã mang thai tròn 2 tháng. Sao? Em đã mang thai 2 tháng à? Anh Hải, chắc là anh đang khổ tâm trước một tin bất ngờ này. Kìa Sương, sao em lại nói lạ vậy? Đây là kết quả cuộc tình yêu thương nồng đượm của đôi ta. Khi nghe được tin này, chính anh là người được vui mừng nhiều hơn ai hết đó, em biết không? Anh Hải, anh có an ủi em đó không? Sao em lại nghĩ vậy? Khi nghe tin em đã mang thai, anh vô cùng vui sướng mà. Nhưng còn ba anh, ông Phán sẽ nghĩ ra sao? Ngày mai trước khi đi Sài Gòn, anh sẽ thuật lại cho ba anh được biết. Để chi vậy anh? Để cho ba anh hiểu thấu đôi mình, mong muốn nên duyên tình vì đã thề gắn bó bên nhau. Đến nay trót mang thai bào thì chẳng còn rẻ chia tình đâu. Dẫu cho biến dẫu chia lìa làm đôi mình ráo tan ngã
đừng nên nói thế Sương ơi, nếu như trong đời lìa nhau thì anh đây khổ đau không có em vui được sao. Em vẫn biết tình yêu của anh như dòng nước trong xanh, tô điểm cánh hoa xinh cho đắm trời nay lộc. Những chiếc thuyền an giữa trời cô đơn, sợ bão táp phong ba vùi dập xa thân qua làm rã cánh sơ trọn đời anh nguyện thủy chung, hẹn thề mãi mãi tình mình nì bên nhau. Lá xa cành héo sầu vì tuổi xanh, anh đã yêu rồi tròn kiếp không vơi. Đừng buồn em ơi, tạm thời phải lìa xa lo việc học hành. Phút giây này hãy chọn một niềm vui, anh đã đi rồi trọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu tình mình bên nhau. Trọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu. Tôi xin lỗi, tôi tưởng cái lưu. Trời ơi, thì ra anh ôm tôi đó hả? Tại tôi lỡ mà. Lỡ hả? Anh ôm tôi gì mà anh nói lỡ phải không? Lỡ mà. Lỡ thiệt vậy phải không? Ừ. Vậy thì ôm luôn đi. Tôi lỡ mà sao cô ôm tôi hoài vậy? Thì tại vì tôi... Buông ra. Tôi... Cô sao? Tôi cũng lỡ rồi. Cô lỡ gì, buông tôi ra đi. Không, không buông được. Lỡ ôm rồi làm sao buông được anh ơi. Trời ơi, chắc chết quá. Nhưng mà cô... Chuyện gì vậy anh Bính? Dạ, lúc nãy tôi vừa vô đây thì gặp cậu với cô Sương cũng lỡ, nên tôi mắc cỡ, tôi định xây trở. Ai dè anh vừa thấy tôi cái anh ôm đỡ, anh làm cho tôi bỡ ngỡ. Vậy thì nay đã lỡ, khuyên anh đừng làm cho duyên tình đổi ta gian dở. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Tay lỡ ôm, trời định số duyên rồi, đành chịu thế số phận thôi. Anh buồn khổ mà làm chi khi kiếp duyên này đã an bài. Anh chớ nên nô quay. Thôi lỡ rồi, hết chỗ rồi, chấp nhận hy sinh luôn, thân này kể bỏ. Em đó, vậy phải dễ thương không hả?
Dạ thứ ba con đi. À, con đã sửa soạn xong xuôi hết rồi hả con? Dạ xong xuôi hết rồi ba, nên con định ra bến xe để lấy vé. Ôi, ở Mỹ Tho mình thiếu gì xe đi Sài Gòn, con cần gì phải gấp dữ vậy con? Dạ con đi sớm một chút để lên trển chuẩn bị mua thêm sách vở cho kỳ học tới này đó ba. Con còn bao lâu nữa thì ra trường làm kỹ sư? Dạ con còn học năm nay nữa là thi ra trường rồi ba à. À, con học giỏi vậy là ba mừng đó. Từ ngày mẹ con chết đến giờ ba vẫn ở vậy để làm gà trống nuôi con cho đến ngày con lớn khôn. Vì mẹ của con đối với ba tình sâu nghĩa nặng, ba chẳng tục quyền cưới vợ nữa chi. Mẹ ghẻ con chồng sợ tài kiếm thi, nên ba bằng lòng sống dậy với con. Ba rất vui mừng con sắp được nên danh. Dạ thưa ba, con xin ghi dạ ơn đức cao tâm tựa biển cả đất trời. Nhưng có một điều con muốn thưa lại với ba, đã mấy tháng qua con đây ngần ngại. Con chớ ngại ngùng, hãy nói đi. Ba đã thương con nên hết dạ đun chiều. Con muốn thưa qua vấn đề duyên nợ. Con của ba đã muốn vợ rồi, thôi con an tâm chớ có ngại. Ba sẽ chọn sức lứa vừa đôi. Dạ thật vậy hả ba? Thật chứ, ba đã chọn sẵn cho con rồi. Nhưng con còn đang đi học, ba định cuối năm sau khi con thi ra trường ba sẽ nói cho con hay. Dạ nhưng người đó là ai vậy ba? Ba nói ra chắc chắn là con biết liền ha. Dạ con biết liền. Phải rồi, vì người đó cũng ở gần đây nè, và con với nó có xa lạ gì đâu. Ba biết, nếu ba nói ra con chịu liền. Ba làm cho con vui mừng và nôn nao quá ba. Thì ba biết con phải vui mừng rồi mà. Ba, có phải ba nói đến cô Hà, con bà cả Lý? Hả? Ba nói sao? Cô Hà, con bà cả Lý à? À. Phải đó con à, vì là cách mấy tháng này bà cả Lý qua đây để bàn với ba vấn đề nhân duyên. Gia đình người ta giàu có, ruộng đất thì thẳng cánh cò bay, mà chỉ có một đứa con gái thôi. Nó nết ra lại vừa xinh đẹp, thật sức bề hộ đối môn đăng. Dạ thưa ba, suy đi nghĩ lại, đâu phải ta cưới tiền cưới của mà ba đây nhắm thẳng gia tài. Nhưng con ơi, thời buổi này ai cũng nghĩ đến tiền tài, còn người nghèo ắt bị ghẻ khinh. Nhưng con đây chỉ nghĩ đến nghĩa tình, nếu như họ chẳng yêu mình, cưới về nhà không hạnh phúc đâu ba. Sao lại không hạnh phúc hả con? Cặp vợ chồng nào cưới nhau cũng được yêu thương nhau trước hay là sau thôi. Hồi ba đi cưới má con đó, ba có biết mặt mày của bà gì đâu. Ấy vậy mà khi cưới về rồi, ba với mẹ con sống vô cùng hạnh phúc. Trước mắt con đó con không thấy hay sao? Nhưng trong thời buổi văn minh hiện nay, ba cũng để cho con có quyền lựa chọn nhân duyên cho thích hợp chứ ba. Vậy thì theo con lựa chọn như thế nào là thích hợp nè? Dạ theo con, trước khi quyết định đi tới hôn nhân thì người ấy phải thật dạ yêu con và hết lòng tin tưởng ở nơi con. Nhưng con có chọn được nơi nào thích hợp hay chưa? Dạ có rồi ba. Ở đâu? Dạ ở gần đây nè ba. Ở gần đây? Mà con nhỏ đó tên gì, con của ai, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cha mẹ nó còn dạ, hay mất? Ba hỏi từ từ chứ ba hỏi nhiều quá làm sao con trả lời cho hết. À vậy thì con hãy nói cho ba biết con nhỏ này ở đâu, nó giàu nghèo đẹp xấu thế nào. Còn hãy nói mau cho ba được rõ trước sau.
Thật tình cô ấy chẳng có sang giàu và ruộng đất, xinh đẹp vô cùng, siêng năng giỏi giang, thật lòng yêu con. Nhưng mà nó tên chi, cha mẹ hiện giờ đang sống nghề gì? Dạ nàng còn cha, vì mẹ nàng thác mấy năm qua. À như vậy là con nhỏ đó nó sống một cô một cúc à? Nhưng rất hiền lành. Còn tên của nó? Dạ là cô Sương. Tên Sương? Mà Sương nào? Dạ cô Sương con của chú Tư, mà mấy tháng nay cất nhà ở đậu trong đất của mình đó ba. Hả? Con Sương con của thằng Tư đó? Dạ phải đó ba. Nhưng con đã quen với nó hồi nào? Dạ những lần con về đây chơi trước lúc bãi trường đó ba, tình cờ con quen được với Sương. À thì chuyện trai gái quen nhau đó cũng là sự thường, chứ có gì đâu mà con cứ... Dạ nhưng con thấy ở Sương khác biệt với người ta, không biết xa hoa lụa là hay đua đòi vật chất, vì vậy mà chúng con đã yêu nhau đó ba. Con nói cái gì? Con nói lại cho ba nghe coi. Hả? Dạ gần 6 tháng nay con và Sương đã tha thiết yêu nhau. Ê trời đất ơi, con nói chơi hay là nói thiệt vậy hả? Dạ con nói thật. Chuyện lương duyên hệ trọng cả một đời người. Dạ con đâu có dám nói dối với ba. Nhưng mà tại sao mày lại chê con Hà, con của bà Cả Lý? Người ta vừa đẹp lại vừa giàu mà mày không chịu. Mày lại đi thương con Sương, nó vừa nghèo lại vừa mồ côi mẹ. Hải à, con có biết con làm như vậy là con đã chôn vùi danh dự của ba rồi hay không Hải? Hả? Ba, ba ơi con xin ba hãy bình tâm mà nghe con giải bài mỏi lẻ. Chữ yêu đương đâu phải được cân phân với sự giàu sang phú quý, mà nó kết tinh bằng một tấm lòng chung thủy của con tim. Có yêu nhau hạnh phúc với nhau lâu bền, Sương là người siêng năng thêm như đức hạnh vẹn toàn. Tuy nhà nghèo mà chẳng than gian, nàng thật lòng thật dạ yêu con và chúng con nghĩ đã hẹn thề. Nguyện kết tóc trăm năm. Những con Sương đó là một đứa con gái, còn con thì tốt bực giàu sang, làm sao sánh được em. So về bề khổ đối môn trăng, ngày xưa ba đã từng thì có dạy cho con câu đạo đức ở đời, mãi đến nay con chẳng quên đi lời thiên. Đành rằng sách xưa có câu tiền tài như phấn thổ, còn nhân nghĩa tợ thiên kim. Nhưng ba là người lớn, đã hứa kết xu gia với bà cả rồi thì không thể nào rút lại. Con phải biết nha, chuyện trai gái đời bây giờ thầm lén yêu nhau đó là lẽ thường, có gì đâu là quan trọng. Dạ đó. Có chứ ba. Có sao con? Dạ tại vì Sương đã yêu con và tin con nên đã trao trọn cuộc đời con gái cho con rồi ba. Như vậy có nghĩa là... Dạ giờ đây Sương đã có thai tròn 2 tháng rồi ba. Hải dạ, mày vừa nói gì? Sương đã có thai rồi ba. Trời ơi là trời, thôi chết rồi Hải ơi. Mày đã đem danh giá gia đình của tao mà mày chôn xuống vũng bùn nhơ rồi Hải ơi là Hải. Ba, ba ơi vẫn biết rằng chúng con tự yêu nhau sẽ làm cho ba phiền dân, nhưng xin ba hãy vì nghĩa nhân và lẽ sống của đời con mà phối hợp duyên tình. Con trẻ khổ đau ba lại nơi nào nhìn, con cảm thấy cuộc sống xa hoa lụa là nhung gấm,
nó giả dối lòng lừa đi chạy theo dục vọng nhỏ nhoi. Vì vậy mà con người ta tiếc yêu sương một cô gái thôn quê giản dị bình thường. Mặc dù nghèo nhưng tùy mỹ đoan trang, tuy chẳng cao sang nhưng giàu lòng. Con phải biết trước kia ba là một ông phán uy tín khắp vùng. Tuy nay đã về hưu nhưng vẫn còn danh giá mà con. Không lẽ con muốn danh dự nhà ta phải tan theo bọt nước hay sao? Hải ơi là Hải mà giết tao phải không Hải? Hả? Con nào dám đâu làm điều sai trái để phải mất đi danh dự của gia đình. Để người mình yêu mến khóc cạnh mẹ bàn chua xót nỗi niềm riêng. Sẽ tuy chia quyên thì tinh thần đâu con lo học nữa. Vậy cuối xin ba hãy ban ra một lời hứa kết hợp duyên tình để cho hai đứa. Bây giờ mày bắt tao hứa phải không? Ba hứa với con một lời đi ba. Hứa đi ba, để cho con yên lòng ăn học mà ba. À, ba hứa với con đó. Ba hứa với con hả ba? À, ba hứa với con là ba sẽ thu xếp cho ổn thỏa việc này để con yên lòng mà dạ, đi học. Con xin đội ơn ba. Giờ đây con đã yên tâm mà ra đi rồi. Thôi con đi đi. Cố gắng là học nghe con. Tương lai của con chỉ còn có một năm nay nữa thôi đó con. Dạ, con xin nghe lời ba dạy. Và thứ ba, con đi. Chuyện này kể ra cũng rắc rối thật. Không ngờ cho cha con thằng Tư nó ở đậu trong đất của mình, mà hôm nay lại xảy ra cớ sự. Thật rõ ràng dưỡng hổ di quả mà. Rồi đây phải biết ăn làm sao, nói làm sao với bên chị Cả Lý. Chỗ vừa thâm tình giàu có mà lại chối từ. Để nó đi ăn ở với cái con nhỏ nghèo nàn đến mang thai. Trời ơi, việc này đổ bể ra thì còn chi là danh giá. À, phải rồi. Nếu muốn bảo vệ được tiếng tai thì giờ đây chỉ còn một cách. Mày trẻ đâu? Qua kêu cha con thằng Tư đến đây lập tức. Hải ơi, bằng mọi cách ba sẽ bảo vệ tiếng tai và cả tương lai rực rỡ của con đó Hải à. Dạ chào ông Khoán. Dạ con kính chào ông. Chú Tư với cô Sương mới qua đó ha. Dạ vừa được lệnh gọi của ông Khoán, cha con tôi vội vã đến đây ngay. Tốt lắm, vậy thì mời chú Tư ngồi. Dạ thưa ông Phán. Chú ngồi đi, để nghe tôi nói chuyện này nè. Dạ có chuyện chi, xin ông Phán cứ dạy. Cha con tôi sẵn sàng nghe theo. Như vậy chú mới là người biết điều đó. Dạ dù sao ông Phán cũng đã cho cha con tôi ở đậu trong đất này. Ơn nghĩa ấy muôn đời tôi xin ghi dạ. Vậy mà tại sao chú lại dông ân gây cho tôi những điều tai họa, đối xử tệ với chú đâu mà chú lại hiếm sâu? Dạ ông Phán nói điều chi, thật tình tôi đây không hiểu được. Tôi lầm lỗi gì đâu mà gây quá hiếm sâu. Chú cũng biết rằng tuy tôi đã về hưu, nhưng mà danh giá gia đình nào có thua kém ai đâu. Và ở nơi đây ông Phán giàu sang tột bậc, lừng lẫy tiếng tâm ai ai cũng nể kiêng.
Vậy mà có một người không nể kiêng tôi đó chứ. Dạ, nhưng người ấy là ai vậy ông Phán? Còn ai khác hơn là chú? Hả? Dạ ông Phán nói chú là một người rất đủ là tham lam. Dạ thưa ông Phán, xưa nay tôi là người ngay thẳng, nào có biết tham lam bất cứ của ai, dù là một vật nhỏ. Đúng rồi, chú không có tham lam vật nhỏ, mà chú chỉ nghĩ ngay đến một sản nghiệp lớn thôi. Thưa ông Phán, đĩa mà đòi đeo chân hạt, con cóc mà muốn trèo thang, còn chú, một kẻ nghèo nàn khốn khổ mà lại muốn bước lên ngang hàng địa vị với một ông Phán, phải không? Hả? Dạ, ông Phán nói vậy tội nghiệp cho tôi nào dám đâu nghĩ thế. Chú không dám nghĩ thế hả? Mà tại sao chú lại dùng vũ khí tình gì? Đó là chú đem con gái có một nhan sắc mặn mà để làm mồi cho con tôi mê mẩn. Trời, có thể nào vậy sao? Chuyện này tôi không hay biết sự thật như thế nào. Sương, dạ, con hãy trả lời cùng ông Phán. Dạ, dạ, cuối xin bà hãy nên rộng lượng thương tình. Con đây tỏ thật ngon ngành, cũng chính vì anh hãy thương con, và anh hứa sẽ cứ thương, cho nên trước tấm chân tình con đem lòng tha thiết yêu anh. Hả? Con đã yêu cậu hai đây à? Dạ, vì tin lời anh Hải nên giờ đây con đã trút mang thai hai tháng rồi. Trời, ba, à, chú Tư, bình tĩnh lại chú Tư. Trời ơi, Sương ơi, con đã giết ba rồi. Con đã giết ba rồi. Ba ơi, con xin ba hãy tha tội cho con. Con còn ngờ đâu, vì tình yêu của con đã làm cho ba đau khổ. Sương con, ba đã từng dạy con, và ba cũng đã nhiều lần nhắc nhở, mà tại sao con lại chẳng nghe ba? Để giờ đây gia đình ta đành mang thảm họa. Ba, ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao khi tuổi xuân của người con gái đã leo qua mùi vị của yêu đương. Cũng chính là giá cảnh ta chẳng được cao sang, nhưng ba xem con cũng như vàng như ngọc. Rồi hôm nay khắc nào như cơn gió lốc cuốn phăng đi một loài thảo mộc bơm đàn. Để cho cánh hoa xinh phải hoa nhị phải tàn.
càng nhắc ra ba càng thêm thẹn tội, thầm trách cho thân phận của mình sao bạc phước không may. Vì chữ nghèo nên quá gởi tay bay, vì chữ khổ nên ngày nay mình mang nhục. Ba thương con nhưng lại đành bất lực, chỉ biết nhìn nhau nghe rãi rứt ngậm ngùi. Ba, ba ơi, xin hãy tha tội cho con. Con vì mù quáng yêu đương mà giờ đây cha con ta phải gánh vào hậu quả. Phải chi con nghe theo những lời ba dặn, biết giữ phận mình cung cấp cho dội trèo thang. Ba ơi, sự việc hôm nay là do con, tất cả vì nhẹ dạ nghe theo lời cám dỗ mất đường. Nào con ngờ đâu gây hậu quả khôn lường, cha mang lấy tiếng tai còn con thì đau khổ trước thực tế phụ phàng lòng nức nở ai biết. Chuyện lỡ rồi than trách nữa mà chi, hãy cố quên đi nên nghĩ về hiện tại. Cũng bởi vì con không nghe theo lời cha dạy, tội mất hiếu này biết phải rửa mấy sông. Con, thôi tôi kêu qua đây không phải để nghe cha con mấy người khóc lóc, mà tôi muốn chú hãy giải quyết việc này cho xong nè. Dạ thưa ông Phán, đứng trước sự việc này tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao. À nếu vậy thì tôi sẽ thay chú mà đứng ra giải quyết, chắc chú bằng lòng chứ. Dạ, ông Phán muốn giải quyết thế nào cha con tôi cũng cam nhận lấy. Tôi biết chú thương cô Sương, con gái của chú lắm, thì ngược lại tôi cũng rất thương thằng Hải, con trai của tôi chứ. Dạ, ông Phán muốn nói... Như chú cũng biết, giữa tôi và chú chắc không thể nào đứng ngang hàng trên danh nghĩa xu gia. Vì vậy mà tôi đã hứa làm xu với bà Cả Lý để cưới con Hà cho thằng Hải. Dạ. Vậy thì nội trong ngày mai, chú phải lập tức dọn nhà đi để tránh việc rắc rối về sau. Chú hiểu chứ? Ông Phán, chú cứ yên tâm, tôi không phải là người ở ác. Trong khi cô Sương đã trót mang thai, tôi cho cha con chú số tiền này nè. Để làm gì? Là để trả công. Cô Sương nuôi giùm cháu nội mà tôi không biết mặt, để tránh điều tai tiếng mai sau. Dạ tôi xin thành thật cảm ơn ông đã có già đoái thương, nhưng số tiền này tôi chẳng dám nhận đâu. Tại sao chú lại không nhận? À, hay là chú chê? Dạ tôi tuy nghèo sát nghèo sơ, nhưng cũng đủ tiền nuôi cháu ngoại của tôi. Ông Phán đừng bận tâm như vậy, vì đây là giọt máu bỏ rơi của kẻ đã tự xưng mình là người nhân đức cao thâm. Hả? Cô Sương muốn nói là tôi đã lỡ lầm nên trót mang thai thì tôi chấp nhận. Và nếu sau này nó là con gái thì tôi sẽ chỉ cho nó thấy tấm gương của mẹ nó mà hãy tránh xa. Đừng quá nhẹ dạ tin lời đường mất rồi chú khổ vì mình. Tốt lắm. Còn nếu nó là con trai? Nếu nó là con trai thì tôi phải dạy cho nó nhiều hơn về nhân nghĩa. Đừng để nó đi dụ dỗ con gái của người ta, phá vỡ những cuộc đời trong trắng thơ ngây, để cho họ mắng mẹ chửi cha mình càng thêm nhục nhã. À, như vậy là cô muốn ám chỉ ai? Tùy ông hiểu lấy. Mình về đi ba. Chào ông. Chào ông Phán. À, nhưng còn số tiền này, chẳng lẽ Hà Quyết phu nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người lại dơ chính miệng mình hay sao?
Sao kỳ vậy kìa? Hài hẹn với mình ở đây, tại sao giờ này mà chưa đến? Hay là anh Tùng? Hả? Anh Tùng, anh đợi em có lâu không? Vừa đủ để cho anh sốt ruột. Thôi, cho em xin lỗi nha. Tại vì hôm nay ở nhà em có khách nên em không có đi được. Ủa, khách nào với em? Gia đình ông Phán đó. Gia đình ông Phán? Dạ. Như vậy có nghĩa là ông Phán sang nói với mẹ em để cưới em cho cậu Hải. Hả? Ông Phán định cưới em cho cậu Hải? Phải. Vì giữa mẹ em và ông Phán khi xưa kết thân giao trong tình nghĩa đậm đà, dẫu rằng ngày hôm nay ông Phán đã về hưu, nhưng quyền thế của ông đã bay xa lan rộng khắp vùng và sức đổi sang vào ruộng đất thì bao la. Nhưng về phần của mẹ em có thuận ưng hay lại khước từ? Mẹ của em đã bằng lòng, bằng lòng ước mong thành nợ duyên. Còn riêng đối với Hà đây, em nghĩ sao đứng trước việc này? Chắc em cũng sẽ bằng lòng, bởi hai nhà còn muốn đánh. Tùng ơi anh chớ nghĩ nàng, lòng dạ của em không thể đổi dời. Em yêu anh nhất trên đời, chỉ có anh là lẽ sống. Con anh Tùng,
mẹ làm vợ người ta trong nhung gắm sang giàu. Thì anh sẽ khổ đau chua xót biết chừng nào. Nhưng anh tin tưởng thời gian là liều thuốc sẽ giúp cho chúng ta quên dần nỗi đau khổ bi ai. Em hãy về, em hãy về xây hạnh phúc tương lai. Đừng bận tâm chi một kẻ trắng tay mang nhiều bạc phước. Tùng ơi dẫu muốn quên không làm sao quên được, khi mối tình đầu mình thể ước trao nhau. Anh cũng muốn dệt gắn theo qua những bản tình ca không còn du dương trầm bông. Bởi khúc nhạc năm xưa giờ đây say dây lạc quyến, dẫu nắng tiếng tơ luôn thì duyên nợ cũng không thành. Em hãy quên đi chuyện của đôi mình, cất bước vui trôi tròn chữ yêu, đừng vì chút tình phải lỗi đạo làm con. Với mối tình đầu em đã trót trao anh, với tất cả niềm tin và hy vọng ở lòng mình. Nhưng nay đành nén nhãn đôi nơi, thôi thế là thôi còn gì mong đợi nữa. Hoàn cảnh này em biết phải liệu sao đây, một bên là tình yêu còn một bên là chữ yêu. Hà ơi, em hãy dính theo lời mẹ, cất bước vô ý cho đoạn đạo là con. Anh Tùng, nếu như em dâng theo lời của mẹ làm vợ người ta tin tưởng thời gian là liều thuốc sẽ giúp cho chúng ta quên dần nỗi đau khổ bi ai. Em hãy về, em hãy về xây hạnh phúc tương lai. Đừng bận tâm chi một kẻ trắng tay mang nhiều bạc phước. Tùng ơi dẫu muốn quên không làm sao quên được, khi mối tình đầu mình thể nhưng giờ đây mẹ em đã nhận lời cầu hôn của ông Phán thì không thể đổi thay. Không, dẫu như chúng ta tha thiết yêu nhau nhưng cũng phải đành cam cúi đầu chấp nhận. Hà ơi, anh Tùng, thôi thế là đã hết. Anh Tùng, đã hết rồi Hà ơi. Không, hết rồi anh Tùng. Hà. Ba hãy tỉnh dậy uống thuốc đi ba. Con đã sắc thuốc cho ba rồi đây. Hãy ráng tỉnh dậy đi ba. Sương đó hả con? Dạ, con đã sắc thuốc cho ba rồi đây. Để con đỡ ba ngồi dậy uống thuốc nghe ba. Ba, tiền đâu mà con đi hốt thuốc bắc nữa vậy? Dạ, không phải thuốc bắc đâu ba. Sáng nay hết tiền rồi. Con mới sang qua nhà bà Sáu chủ đất đã cho mình ở đậu mấy tháng nay để con mượn tiền. Nhưng lúc này bà Sáu cũng túng quá nên mới chỉ bảo cho con đi kiếm thuốc nam đem về sắc cho ba uống đó. Ba hãy ráng uống cho mau mạnh nghe ba. Tội nghiệp cho con tôi quá. Từ ngày cha con mình bị ông Phán đuổi đi, vì quá buồn rầu mà bá sanh trọng bình.
còn con thì phải chịu nhọc nhằn vất vả gian lao. Làm mướn làm thuê lo bề bữa rau bữa cháo, bên mái chòi tranh cha con cùng nương náu. Bởi phận mình nghèo nên đành phải vươn lấy quả tay. Từ hai tháng nay ba ôm đau sức khỏe lại suy dần, không đủ thuốc men và thất thường ăn uống, nên ba biết sức mình chắc không còn sống được bao lâu. Bà chớ lo, xin hãy an tâm mà an dưỡng bệnh tình. Đừng bỏ con thơ lại một mình, hãy sống với con dù đôi nỗi nhọc nhằn khổ cực. Ba hãy uống chén thuốc này đi, biết đâu chừng mai thầy phước chủ, ba sẽ bình phục lại như xưa mà ba. Không đâu con, ba biết sức của ba mà, chắc không thể nào ba sống được nữa đâu. Ba ơi, ba đừng nói vậy làm cho con sợ lắm. Thuốc đi, ba hãy ráng uống cho hết bệnh nghe ba. Sư con. Ba. Suốt mấy bữa nay ba nghe trong người khó thở quá. Ba. Dường như lòng ngực của ba có ai treo đá nặng ngàn cân. Ba. Con ơi. Ba. Dù ba có chết đi thì ba cũng cam lòng. Ba. Ba chỉ thương cho con ở lại dương trần chịu nhiều đau khổ. Ba. Ba đừng trôi chân làm đau lòng con lắm. Ba không thể nào chết được. Ba phải sống với con. Ba phải sống với con mà. Con ơi, phàm là người thì ai cũng đều có số, không thể nào ta cãi được đâu. Vậy trước khi ba nhắm mắt lìa trần thì con hãy nghe trôi trăng bao lời, nay sắp chia xa rồi, thương thật nhiều con tôi, sống cảnh đời cút côi, hãy ráng lo thân mình và dưỡng nuôi cháu thơ. Sương con ơi, chớ qua bi thương sẽ làm cho áo
mòn sức khỏe. Dù có khóc than cũng không sao, tránh khỏi luật tử sanh của kiếp con người. Vậy con hãy nghe ba trăng trôi một đôi lời, dầu đói nó cũng dình lòng ngay thẳng, dẫu nghèo giàu cũng vẹn đạo nghĩa nhân. Con hãy cần bảo trọng lấy thân và nuôi dưỡng kẻ thơ cho đến ngày khôn lớn. Giờ đây ba không được gần con nữa để hầu dạy khuyên những lời lẽ chân tình. Con xin dâng lời khuyên dạy của ba, quang ngày nhọc nhằn thân xưa. Giờ đây ba sẽ yên lòng nhắm mắt, nhưng kế tiếp rằng chưa nhìn được mặt cháu thơ. Ba ơi, Sương con, ba mệt lắm rồi, chắc ba không còn kéo dài cuộc sống này thêm được nữa đâu con. Không, ba ơi, ba đừng bỏ con, hãy ở lại với con ba ơi. Sương ơi, ba, mắt của ba như quang mây mờ bao phủ, ba, tai của ba giờ đây chỉ nghe vang vẳng tiếng của con thôi. Ba, ba ơi, ba đừng bỏ con, ba đành bỏ con sao ba? Cái chết đã đến với ba rồi. Ba, con ở lại bình an, lo nuôi cháu ngoại của ba. Em định đi đâu đó? Đi Đà Lạt chứ đi đâu? Đi Đà Lạt để làm gì? Đổi gió chứ làm gì? Nay đi Đà Lạt đổi gió, mai đi Vũng Tàu tắm biển. Có lẽ rồi mốt bữa kia nó em còn đi đến Hà Tiên Rạch Giá nữa là. Dĩ nhiên thôi. Hôm nay em trả lời với tôi như vậy đó hả? Anh nên nhớ rằng chồng chứ đâu phải là cha, mà anh nói ra lại không cho tôi trả lời chứ. Nhưng em nên nhớ rằng không chồng thì đi dọc đi ngang, có chồng thì thẳng một đàng mà đi. Hơn nữa, hiện nay tôi đã ra trường, cũng địa vị một kỹ sư chứ. Ôi, bộ anh tưởng tôi cần cái địa vị kỹ sư của anh lắm sao? Chưa chắc à nghe, chưa chắc nhà của anh giàu hơn gia đình của tôi á nghe. Hà, cô muốn nói? Tôi muốn nói là từ ngày anh cưới tôi về đây đã gần một năm nay, theo lệnh mẹ cha, tại sao anh cứ mãi lơ là? Hãy anh mơ tưởng bóng hình con Sương đang sống tha phương, thật quá chung tình với người lý tưởng hay đã hẹn hò? Nè, cô không được phép dùng lời phao du ghen gió ghen mây. Vì tôi với Sương ly biệt hơn một năm nay như áng mây bay. Chỉ vì ly biệt với nhau, chắc lòng anh rất khổ đau, nên anh ân hận không cần đến giờ. Người vợ thủy chung luôn luôn kế cận yêu chồng hết mực. Yêu chồng hết mực hay là làm cho chồng mang nhục? Cái gì? Anh mang nhục? Là mang nhục thế nào? Thế nào thì tự cô biết lấy, tại sao cô lại hỏi tôi? Nhưng tôi muốn anh phải có bằng chứng rõ ràng hơn. Bằng chứng là sau đêm tân hôn. Tôi vô cùng ân hận. À, có phải anh cho tôi là người không còn trinh tiết cái gì? Tùy cô hiểu lấy. Vậy còn anh? Anh là một thanh niên trong trắng lắm sao? Anh nên nhớ rằng tiên sử kỷ hậu lại sử bị, bắt lỗi người á thì phải xét lại lỗi của mình chứ. Nhưng cô nên nhớ tôi là trai. Anh cũng nên nhớ thời buổi hiện nay nam nữ bình quyền mà. Hơn nữa, trước khi cưới tôi, ba anh ông Phán đó đã hứa với mẹ tôi rồi mà. Cả như thế nào?
Nếu anh muốn biết á, thì hãy hỏi ông Phán, ba của anh, chứ sao lại hỏi tôi? Ha, hôm nay cô... Phải đó Hải con. Ơ kìa, ba, ba lại trở ho nữa rồi. Cũng không sao đâu con, trời trở gió nên ho nhiều chút thôi. Vừa rồi ba đã nghe hết câu chuyện của hai con. Vợ con nó nói phải đó con à. Phải là sao ba? Là vì trước kia ba đã hứa một lời ở trước mặt của chị Xuôi rồi. Hà lớn lên được nâng niu chiều chuộng từ lúc thiếu thời quen sống cao sang. Bởi ba muốn cho hai con sống hiệp nên hứa là không ràng buộc để cho con Hà được thông thả tự do. Đó, anh có nghe ba anh nói chuyện, anh còn mắc lỗi hay không nữa vậy? Chẳng lẽ ba anh là người lớn lại dội nuốt lời hứa trước kia sao? Ôi em đi, chớ quá hỗn hào, dẫu thế nào thì cùng ba tôi. Thôi hai con cãi giả làm gì, ba sợ tiếng đời mai mỉa thị phi. Dạ thưa ba. Thôi bỏ qua đi Hải. Ba, hôm nay con thấy ba ho nhiều hơn mọi bữa đó. Vậy để con đưa ba đi bác sĩ, đặng chích thuốc cho mau hết nghe ba. À cũng được, chứ để ho hoài ba khó chịu quá. Vậy thôi mình đi ba. Thiệt là tức chết à. Mình sắp đi Đà Lạt với anh Tùng thì ông già chồng lại ho, đưa đi bác sĩ. Đã trễ giờ hẹn với ảnh rồi, không khéo á anh lại cho mình là... Ủa anh Tùng, trời ơi sao anh liều lĩnh quá vậy? Em không nghe người ta nói sao? Nói sao anh? Thương em mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo anh cũng qua. Anh Tùng, anh nói thiệt không? Thiệt chứ, có bao giờ anh nói dối Hà đâu. Nhưng anh không sợ chồng của em ghen hay sao? Anh vừa đến thì thấy kỹ sư Hải cùng với ông Phán đã lên xe đi nên anh mới vào đây đó. Để chi vậy anh? Là để xem người ta có giữ già chung tình với mình hay không. Sao đã hẹn hò mà em quên lãng, hay đã đổi thay với một người yêu mình xưa nay? Không, anh Tùng ơi, anh nghe em nói đi nè. Nói gì? Tùng anh ơi, em yêu anh trọn đời không phai. Và hôn nhân phải đâu ràng buộc con tim. Trong thâm tâm em vẫn khắc sâu mối tình đầu bên anh hai. Trao trọn ân tình và cả cuộc đời trắng. Những ngày bên em anh hạnh phúc vô cùng, khi chia xa mới thấy lòng nhung nhớ. Nhưng vẫn khổ đau vì hiện giờ em là vợ của người ta. Chẳng được chung
đã biết em không còn trinh tiết, nên đem giả khinh thường và lắm mặt với em luôn. Em không phải buồn vì gối chiếc chăn đơn, mà em chỉ tiếc thương cho thân phận nhan hồng. Tuy có chồng nhưng vẫn phòng không, bởi tại do ai nên duyên mình dở dàng. Anh Tùng, anh đừng trách em, anh hãy hiểu cho em. Em đừng khóc nữa, định mệnh đã an bài rồi. Tại em đó nên duyên mình dở dàng, anh nào mộng mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một vàng thiên lý dân ngang, đường tình hai đứa thân anh tôi. Tại anh đó nên duyên mình lẻ loi, ai ngờ sang đâu tình đã chia phôi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đài hai đứa hai nơi để giờ đây thấy buồn cả đôi. Là một kẻ trắng tay và tương lai mờ mịt, bởi thế cho nên trở thành người thua cuộc. Đánh mất tình yêu chua xót biết bao nhiêu khi nhìn chiếc xe qua mang em về với người ta, mà nghe chết liệm ở trong lòng. Anh ngờ là em được hạnh phúc bên chồng, không anh không nên cam chấp nhận thương đau cố tìm quên lãng, để chôn vùi một dĩ vãng xa xưa. Xin anh hiểu giùm lòng em không phai lãng, nên đã tìm anh mong vết lại giận dệt lại dần thơ cho cũng đàn không gian dở. Ước hẹn ban đầu buồn thở mãi bên nhau. Dân, em không thể nào chịu đựng cảnh tình ngang trái này nữa, mà chúng ta hãy phá vỡ bức tường thành ngăn cách để sống bên nhau nghe anh. Phải Hà em. Anh Tùng. Anh khốn nạn, thật cả gan tha cho kẻ lòng một dạ hai ân tình không dẹn dữ. Học chữ bướm mong mất cả lương tâm, làm cho nhục nhà gia đình. Nói tiếng thủy chung những ngay lòng lại công chung thủy. Tôi rất ăn năn vì đã cưới lầm người vợ, phản trắc bội tình không gìn tròn cầu đạo lý nhân luân. Chắc anh đã hiểu cuộc hôn nhân này là do sự ép buộc tớ duyên, chớ anh đâu phải chính thật là đối tượng để tôi yêu. Mà anh Tùng đây là người yêu cũ của tôi. Tôi dài dài trước kia yêu nhau sâu đậm, cũng bởi chữ nghèo nên ông đã cướp mất cô dâu. Là yêu tôi chớ nào có phải ông đâu, nên đã từ lâu tôi thường gặp nhau để mà tâm sự. Và hôm nay đây thực tế đã phơi bày. Vậy ông cần gì nên giải quyết ra ngay. Trời ơi tôi có
ngờ đâu còn dùng tất thể, chẳng chút nghĩ suy lại gây ra điều nhục nhã cho nhà tôi. Cái gì? Cái gì nhục nhã? Chẳng lẽ yêu nhau mà là nhục nhã hay sao? Cô hãy im đi. Tôi không im. Dạ tôi còn muốn nói nữa. Cô muốn nói cái gì? Tôi muốn nói đến những người ở ngoài miệng thì quên quan câu nhắn nghĩa, nhưng thực tế ở trong lòng á thì chắc chứa gươm đau. Cô muốn nói ai hả? Tôi muốn nói đến những người vì tiền tài mà chó mắt, phụ bỏ tánh chân tình của những kẻ nghèo hèn. Nhưng cô... Thôi, tôi không muốn tranh cãi nữa. Nếu các người cần gì, cứ qua nói thẳng với mẹ tôi. Tôi cần ly dị với cô. Cái gì? Ly dị à? Ồ, rất sẵn sàng. Theo tôi thấy, đây là biện pháp tốt nhất đó ông kỹ sư Hải à. Thôi, chúng ta hãy đi Đà Lạt đổi gió nghe em. Ok. Và ngày á, mình sẽ về ha. Ok. Vở kịch đã hạ màn mà không mấy gì làm lý thú. Bye. Bye. Khốn nạn. Trời ơi, thật là nhục nhã nè trời. Kìa. Ba. Ba hãy về đấy chân chiêu và phò hộ cho con luôn được mạnh lành, để dưỡng nuôi cháu Bích Sơn đến lúc nó trưởng thành. Ôi, ngày xưa cũng vì quá vất vả nên ba phải lâm bệnh mà vong mạng. Suốt 8 năm nay con nổi trôi ở đất Sài Gòn xa lạ này, nơi phồn hoa bao núi thăng trầm. Ba ngày xưa đã khuyên con rằng con đừng vui sống gương cùng con. Dạ thưa má, con đi học mới về. À, con đi học về đó hả Sơn? Dạ. À, má ơi, bộ bữa nay má không đi bán chè nữa sao? Hôm nay má nghe trong người không được khỏe nên má mới nghỉ một bữa đó con à. Mai mốt con lớn lên, con sẽ gánh chè cho má đi bán nha má. Thôi, con học thì cứ lo học đi. Nếu mà thương má thì con gắng lo học cho giỏi, để sau này con giúp ích cho xã hội và cuộc sống khỏi phải vất vả như má hôm nay. Dạ. À má ơi, con muốn hỏi má việc này nè má. Việc gì vậy con? Má biết không, con thấy mấy đứa bạn học của con đứa nào nó cũng có ba, vậy còn ba của con đâu hả má? Ờ, Sơn à, nhưng hôm nay con hỏi chuyện ấy để làm chi vậy? Dạ, để cho biết ba của con hiện ở nơi đâu. Từ lâu rồi không gặp ba, vì con đã đến nhà của mấy đứa bạn. Ba nó vui cười, lại còn cho quà nữa. Nghe con trẻ vừa phân qua sao mà thấy xót xa.
ba không thương má hả? Sơn, Sơn con ơi, mặc dù con còn nhỏ tuổi nhưng mà biết con rất thông minh và hiểu thấu. Vậy thì hôm nay má sẽ kể lại cho con nghe về cuộc đời lao đao khổ nhọc giảng dài gió mưa. Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xa xưa hiện giờ đây đang bừng sống dậy rồi, khiến cho má nghe chua xót ngậm ngùi. Ba má yêu thương thật là sâu đậm, nghĩa mắng tình nồng gắn bó bên nhau. Một hôm ba con lên Sài Gòn ăn học, ở chung quê nhà nội đuổi má đi. Nhưng tại sao nội lại đuổi đi? Tại má nghèo không xứng đáng làm dâu nhà ông Văn cao sang. Má đang mang thai con trong bụng nên ngoại con lãnh phần khổ nhọc. Đến khi bạo bệnh không tiền chữa trị, ông ngoại đành vĩnh viễn chia xa. Sơn à? Dạ. Ngày xưa nội của con là một ông phán, tuy đã về hưu nhưng ruộng đất bao la. Ba của con lúc ấy đang học ngành kỹ sư nên ông nội con mới cưới cô Hà là con của bà cả Lý giàu sang cho ba của con, để được tròn môn đăng hộ đối. Còn má vì chữ nghèo lại ở đậu trong đức của người ta nên phải đành thua thiệt thôi con à. Thôi đi má ơi, má đừng có buồn nữa, để con nói chuyện này cho má nghe nè. Chuyện gì vậy con? Má cho con lãnh báo đi bán nha má. Ý, đâu có được con. Sao vậy má? Vì con còn đang đi học mà. Con đi học một buổi, còn một buổi con đi bán báo, chứ ở không làm chi má. Nhưng mà má sợ con sao lãng chuyện học hành. Không có đâu má, vì con thấy nè, má cực nhọc, thức khuya rồi dậy sớm. Con sợ má bệnh rồi không tiền uống thuốc, phải làm sao? Ôi, tội nghiệp cho con tôi quá. Mới 8 tuổi đầu thôi mà lại hiếu thảo vô cùng. Má, má ở đi nghe má. Nhưng mà ai ra lãnh báo cho con đi bán? Má đừng có lo, con có thằng bạn, ba nó hứa lãnh báo cho con đi bán. Cũng như nó, hễ mỗi khi tan học về buổi chiều thì con ra bán báo để mà kiếm thêm. Chứ ở nhà không làm gì đây, khi má phải suốt ngày khổ thay. Trời ơi, thật là thương mến. Con tôi hiếu thảo vô bờ, biết sao phải liệu bây giờ. Má bằng lòng đó. À ha, má bằng lòng rồi. Vậy là con quan nhìn má. Quan nhìn má. Con nhỏ thiệt là. Hải à. Dạ chi đó ba? Hôm nay con không có đi làm việc sao con? Dạ hôm nay chủ nhật mà ba. Vậy mà ba quên nữa. Lúc này sao ba hay lẩn thẩn quá.
sáng giờ cái con nhỏ bán báo nó có đem báo lại chưa con? Dạ thưa ba, con cũng đang trông đợi nó đây. Hai à, từ ngày cái con nhỏ nó bán báo cho mình, sao ba nhìn thấy nó ba thương quá. Con có biết tại sao không con? Dạ, tại vì ba thấy nó nghèo, cuộc sống khó khăn nên ba mới thương. Không phải vậy đâu, mà ba vẫn thấy gương mặt nó giống con á. Ba nói cái con bé bán báo có gương mặt giống con hả ba? Phải. Chẳng biết tại sao từ khi gặp mặt nó là ba lại thấy mến thương vô cùng, như cháu nội của ba mà nó đã cách xa kể từ 8 năm qua. Tại vì ba tuổi đã già mà không có cháu trong nhà để sớm hôm chăm nước nghe pha trà, nên ba mới xót thương. Kể từ khi con đã ly dị với Hà, đành lìa xa xứ sở ông bà vì tai tiếng rất khổ đau. Sang giường bán ruộng lên Sài Gòn tranh tài tiếng thị phi, mấy năm qua yên ổn sống nơi đây, ba đừng buồn nữa mà chi. Không buồn sao được con, mỗi khi nhắc đến chuyện xưa là lòng ba vô cùng ân hận. Thôi ba ơi, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua luôn đi. Có lẽ tại vì con với Hà không duyên không nợ nên mới khiến xui cho gãy đổ thế thôi. Tất cả sự việc này đều do ở ba, chứ phải chỉ ngày trước ba đừng đuổi con Sương nữa thì. Hả? Ba vừa nói gì? Ba đã đuổi Sương đi à? Phải rồi con, cha con của nó ra đi là chính ba đuổi đó. Trời ơi, thật vậy sao ba? Thật vậy đó con, vì ba sợ con buồn mà thôi học, nên ba phải nói dối là tự ý nó bỏ đi, chứ thật ra thì chính ba đuổi nữa. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay cũng nào ngờ. Làm sao mà có ngờ được sự sắp đặt của ba. Hải ơi, vì ba muốn bảo vệ tiếng tai và tương lai tươi sáng của con mà ba lại nỡ đuổi mang bào thai vừa mới tưởng hình. Ba đã đành bỏ rơi cháu nội của ba. Trời ơi, Sương ơi, Sương ơi, em ở đâu? Cô yêu chân đau đớn âu sầu vì hiểu lầm rằng em đã phản bội cùng anh nên quyết tâm cưới vợ trả thù. Nào ngờ em khổ sở điêu linh. Hải ơi, nay ba kịp nghĩ suy thì mọi việc đều đã muộn. Ba nói chữ nghĩa ân mà trong lòng không nhân nghĩa. Đã từng dạy con mà sao ba sớm vội quên lời. Để cho con Sương lạc bước giữa không biết giờ đây cháu nội của tôi còn hay mất, lưu lạc phương trời đầy gió bụi phong sương. Riêng con thì duyên nợ dở dang, ba gây nghiệp ác để rồi nhận câu quả báo. Kẻ gieo gió tất nhiên là gặt bão, có tránh được nào.
suốt 8 năm nay không một lần gặp nó. Bà mong rằng con Sương nó sẽ tìm lại được hạnh phúc sau này. Thôi đi ba ơi, chuyện gì cũng đều do nó định mệnh. Ơ kìa, con nhỏ bán báo nó đã tới rồi kìa ba. Báo đây, báo đây, có báo mới tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây. Con bé nó khôi hài cũng có duyên quá chứ. Dạ thưa ông, có báo mới đây. Nè, cháu à, sao lại gọi tôi bằng ông? Dạ, vì ông là ông chủ nhà. Đành vậy, nhưng tuổi tác của tôi chỉ đáng cha của cháu mà thôi. Không lẽ cháu gọi ông bằng cha? Không có được đâu, vì từ đó đến giờ cháu không có kêu ai bằng cha hay bằng ba gì hết á. Phải rồi, ở nhà cháu có ba thì còn gọi ai bằng ba nữa bây giờ? Dạ, cháu đâu có ba. Sao? Cháu không có ba à? Dạ có. Ủa, mà không có. Tại sao có mà lại không có? Đầu cháu nói cho ông nghe rõ coi. Thôi, cháu không nói đâu. Cháu phải lo đi bán báo vì má của cháu. Má của cháu làm sao? Ừ? Sáng nay má đang nhiễm bệnh, chẳng đi bán buôn gì được. Dạo này má lại hay đau, chắc là má đang thương nhớ, bởi ba bỏ má đi rồi. Đi hồi nào? Cháu nói rõ cho ông Tường sẽ giúp đỡ, chớ nên giấu giếm điều gì. Ờ, cháu nói đi, cháu hãy nói đi. Ông ơi, ba cháu đã bỏ ra đi, trong khi má cháu mang thai vừa tròn 2 tháng. Tình mẹ thương con như biển hồ lai láng, má đã khổ đau suốt 8 năm. Sao cháu lại không thương ông nội hả? Tại vì ông nội đuổi má cháu để cho ông ngoại buồn rầu rồi sanh bệnh mà chết. Mẹ ơi, nghe tình cảnh của nó khiến cho ba thương cảm vô cùng. Nhưng không lẽ nó lại là... Ba hãy để cho con hỏi thêm cho biết. Nè cháu à, cháu tên là gì vậy? Dạ, cháu tên Sơn, Nguyễn Bích Sơn. Ủa, sao lại trùng họ với con? À, còn má cháu tên gì? Dạ, má cháu tên Sương. Hả? Tên Sương? Tên Sương. Còn ba cháu tên gì? Cháu có biết không? Hả? Dạ, ba cháu tên Hải, học làm kỹ sư. Hả? Kỹ sư Hải? Còn ông nội cháu? Dạ, ông nội cháu là ông Phán ở dưới Mỹ Tho. Thôi đúng rồi, quả thật là nó đây mà. Trời ơi, vậy là con của tôi đây sao? Hả? Ông vừa nói gì vậy? Bích Sơn, chính ba là kỹ sư Hải. Ba là ba ruột của con đây. Không, tôi có ba, ông không phải là ba của tôi. Phải rồi cháu, chính ông là ông Khoáng, là ông nội của cháu đây nè. Không, không, ông chẳng quan hệ gì họ hàng của tôi. Tôi chơi nên đuổi dịch ông coi chừng làm đó, tôi chỉ còn có ba. Chính thật ba đây là kỹ sư gia tên Hải. Cháu hãy nên nghe lời của ông khuyên ngày xưa kia, hãy quên đi chứ đừng giận chi. Không, không, tôi không có ba, cũng không có ông nội. Tôi không có ba, tôi không có ba, tôi không có ba. Cô kìa, chạy đi đâu vậy con? Sơn à, Sơn có chừng xe đó. Trời ơi, Sơn nó bị xe đụng rồi. Ông nó đi nhà thương báo lên. Trời ơi, Sơn ơi là Sơn. Cháu ơi, mẹ Sơn à, mẹ Sơn, cô sao không vậy mẹ Sơn?
Giờ này đã quá trưa rồi, tại sao không thấy bé Sơn nó về ăn cơm vậy kìa? Hễ tới ngày chủ nhật là nó lãnh báo để bán buổi sáng. Thật là tội nghiệp cho con của tôi quá. Chỉ mới 8 tuổi đầu thôi mà phải vất vả gian nan rồi. Sương. Hả? Cậu Hai. Trời ơi, quan gia lại đến nữa rồi. Sương, anh là Hải của em đây. Không, không. Cậu, tôi xin cậu Hải về đi. Sương, em không còn yêu anh nữa sao? Em nỡ nào lại xua đuổi anh hả Sương? Đó là chuyện của ngày xưa. Còn giờ đấy, tôi xin cậu mà. Sương, anh gian em đừng bao giờ gọi anh bằng tiếng cậu, mà làm cho anh nghe não nề chua xót. Nếu còn yêu Sương thì xin anh hãy về đi. Đừng đến đây khơi lại bếp lửa lòng mà suốt 8 năm nay Sương đã cố tình dập tắt. Sương à, dù có tiếc thương thì định số cũng an bài rồi, vậy xin anh hãy cố quên đi. Lòng nào đành quên nhau khi mối duyên đang nồng đượm biết bao. Ngờ đâu bế dâu trong đời chia cách đôi tình mình dang dở. Lòng vẫn hằng nhớ thương và khắc sâu bóng của Sương. Ân tình xưa chẳng còn đâu, khi mở cho tàn đã dừng tắt theo thời gian. Dư thì đành ly tan, xin chớ cô bi thương, không thấy nỗi cung đàn gì nơi phương đã lìa luôn. Thôi hãy về đi. Em nỡ nào nhà phai mối tình cho khổ sầu đời hai chúng mình. Những tiếng yêu đương anh nhớ từng lời, dù cho đến chết không vời. Hãy về đi thôi, chứ nên khơi lại những gì xa xôi đã quên lâu rồi. Đừng buồn em ơi, từ bao năm anh khổ đau trong đời. Anh Hải, anh Hải ơi, dầu cho anh dương lấy khổ đau thì cũng còn có kẻ cần kề an ủi. Chứ riêng tôi mang kiếp lẻ loi bên lề tình cảm, nhìn hạnh phúc của người ta mà luôn xót xa khi bèo nước biệt ly sầu. Tôi cố quên kỷ niệm tôi ban đầu, kỷ niệm ấy đã gieo vào đời người con gái một nỗi u hoài. Lời chúa xót biết bao, như ngàn mũi kim châm vào trái tim anh cho dị mau. Đôi ngả chia ly thôi đành thương tiếc, dương bận nhau chỉ cho mắt lệ quen sầu. Em ơi,
nếu còn yêu nhau chớ đừng giận nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì. Về lại bên em mong tìm thoáng hương xưa của ngày tươi thắm, để anh được sẻ chia nỗi đau thầm lặng mà suốt 8 năm qua em nặng gánh trong đời. Gặp lại chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm, tay nắm con đường xưa những chiều hẹn nhau mưa đổ mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quên nhau thôi khi đã biết yêu nhau rồi, đôi trái tim chờ nhau hẹn một mùa đông muôn thuở. Sương giá lạnh môi anh, em thấy lòng mình giá băng. Phải, giữa hai ta mối tình xưa còn đó, em lại nỡ nào xóa bỏ đành sao. Anh Hải, nhưng còn vợ của anh. Anh và Hà đã ly dị 6 năm nay rồi, vì anh không thể nào yêu được ai ngoài em nữa. Em chỉ muốn yên thân để sống với con mà thôi. Có phải bé Bích Sơn đi bán báo nó là con của chúng ta không? Hả? Sao anh lại biết? Vì sáng nay nó đã kể hết đầu đuôi về cuộc đời khổ sở của em cho ba và anh nghe. Nhờ vậy mà anh mới biết được em ở đây đó. Còn bé Bích Sơn, con của em, tại sao giờ này mà vẫn chưa thấy về? Anh có biết nó đang ở đâu không? Trời ơi, sao bỗng nhiên em lo sợ cho nó quá. Lúc sáng anh và ba nhìn được nó mà nó lại không chịu giục chạy ra ngoài thì... Thì sao? Anh Hải, anh nói bé Sơn nó sao? Nó... Thế nào? Nó đã bị xe đụng. Trời ơi, bé Sơn con tôi, nó đã bị xe đụng. Như vậy là chết con tôi rồi. Sương, Sương à, hãy bình tĩnh lại đi em. Nhờ chiếc xe thắng kịp nên bé Sơn con của chúng ta chỉ bị trầy da thịt bên ngoài sơ sơ, nên không nguy hại chẳng hề chi đâu. Anh với ba đưa nó kịp thời vô nhà thương. Không thể nào tôi sống được đâu. Vậy anh hãy mau theo tôi vào bệnh viện, gặp mặt con cờ để xem nó ra sao. Được rồi, để anh đưa em đi. Ơ kìa, Bích Sơn đã về tới kìa. Má, má. Kìa, Bích Sơn con. Bích Sơn. Má, con có sao không vậy con? Dạ con không có sao hết á. Nhà ông này đưa con đi
chào ông Phan. Sương, con hãy tha thứ cho ba. Chính vì sự độc đoán sai lầm mà ba làm cho con 8 năm nay khổ sở. Dạ, tôi nào dám trách phiền oan giận chi ông đâu. Ba nghe nói chú Tư nó mất rồi phải không con? Dạ, ba tôi chết đi, trong khi bé Bích Sơn chưa mở mặt chào đời. Trời ơi, tất cả sự việc khổ đau này đều do ở nơi tôi. Chú Tư ơi, nay tôi đến đây xin mạng phép được thắp cho chú một nén hương để gọi là sự ăn năn hối lỗi vô cùng. Xin hương hồng chú có linh thiêng, hãy về đây mà chứng chiếu cho tôi. Nói lại mối thâm tình và gọi nhau bằng hai tiếng anh xui. Sương hỡi Sương ơi, em có nghe những lời hối hận chân thành? Chắc ba em nơi xuôi vàng cũng tha thứ. Và sẽ bằng lòng cho chúng mình nổi lại. Sương, em hãy tha thứ cho ba và anh để gia đình vui câu đoàn tụ, bù đắp lại những ngày em vất vả gian nan, để chúng ta được chung lo cho tương lai hạnh phúc của con mình. Má ơi, ông này có phải là ba của con không? Phải đó con, chính đây là ba ruột của con. Vậy con hãy lại nhìn ba và ông nội đi con. Sơn, Bích Sơn, ba. Con gái của tôi đây mà. Ôi tôi vô cùng sung sướng, tôi vô cùng sung sướng. Còn ông là ông nội của cháu đây nè. Ông nội? Ờ, cháu nội của ông. Thôi hôm nay gia đình đoàn tụ rồi, cháu hãy theo ông về nhà của ông, rồi ba má cháu sẽ về sau nghe. Má ơi, con theo ông nội về trước nghe má. Má cháu sẽ bằng lòng mà. Má bằng lòng nghe má. Ờ, con đi với nội đi. Vậy thì mình đi nghe ông nội. Ờ, anh nè, cháu lên lưng ông nội cổng. Sương, em, Hải, anh. Giờ thì em hết giận anh chưa? Hết rồi. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em muốn anh đưa em trở về thăm viếng lại quê xưa. Và khi đó hai ta sẽ cùng nhau qua lối về xóm nhỏ. Về thôn xưa ta hát khúc hoang ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chín đời ấy dân mẹ hiền. Lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng xế đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm hồng. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng tươi chờ mong tiếng hò cô gái sông kiều long. Mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Vâng,
trắng nghiêng soi mái tóc em thơ. Vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn niềm vui trong đây đó. Đường về thôn niềm vui.